Chào các bạn đã trở lại kênh Tuyết Cá Cảnh Bình Trung. Hôm nay thì ngày 30 tháng 8, bên mình sẽ lên một số dòng như là Dumbo Lavender, Coin Gate Galaxy, Coin Nemo, Super Red, Red Fancy và Rồng Đỏ nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lên mã số 1 nha, là một con Dumbo Lavender. Con này mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k. Cá nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 2 nha. Mã số 2 là một con rồng đỏ nha các bạn. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 50k nha. Cá nhìn rất là đẹp luôn nha. Đặc biệt là bộ vây và đuôi nha. Khi mà cá kè căng lên thì nhìn rất là đẹp nha các bạn. Mình sẽ quay gần hơn con này cho các bạn xem nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 3 nha. Mã số 3 là một con Red Fancy nha các bạn. Đuôi xanh. Con này mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cá nhìn rất là đẹp luôn nha. Hôm nay thì size cá tầm khoảng 3 cm, 3,5 cm nha. Tùy theo mỗi dòng, mỗi loại và số tháng thì sẽ có giá phù hợp cho các bạn chơi luôn. Bạn nào thích con Red Fancy này thì có thể chốt mã số 3 nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 4 nha. Mã số 4 là một con đang coi Nemo Galaxy nha các bạn. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 40k nha. Cá nhìn rất là đẹp luôn. Khi mà cá kè căng lên thì nhìn rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào thích chơi dòng coin Nemo Galaxy thì có thể mang về chú cá này nha. Mã số 4. Tiếp theo mình sẽ lên mã số 5 nha các bạn. Mã số 5 là một con rồng đỏ nha các bạn. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 50k nha. Cá tầm khoảng 3,5 cm. Nhìn rất là khỏe và đẹp luôn nha. Đặc biệt là cái star đuôi rất là sáng luôn nha các bạn. Bạn nào thích chơi dòng rồng đỏ thì có thể chốt mã số 5 nha. Bạn nào thích mã số nào thì có thể trực tiếp gọi điện qua số 0903397429 nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 6. Mã số 6 là một con Dumbo Lavender nha các bạn. Con này mình để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cái tai bơi rất là đẹp luôn nha các bạn. Bạn nào thích chơi dòng tai bơi lớn thì có thể mang về chú cá này luôn. Mã số 6 nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 7 là một con Red Fancy nha các bạn. Đuôi xanh nha. Con này mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k. Cá rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào thích thì có thể kết bạn qua Zalo với số điện thoại của mình là 0903397429 nha. Và mã số 8 là một con Super Red nha các bạn. Con này mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k. Bạn nào thích chơi cá mình màu đỏ thì có thể mang về chú cá này luôn nha. Mình đỏ và đuôi thì có star trắng nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Thích bạn nào thích con này thì có thể chốt mã số 8 nha. Con Super Red. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 9 nha.
là một con Corgi Beauty nha. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k. Phía dưới quay thì có bị xước một miếng nha các bạn. Cá rất là khỏe và sung nha. Màu sắc thì rất là đẹp. Bạn nào thích dòng này thì có thể mang về chú cá này luôn nha. Cá thuộc dạng size lớn nha các bạn. Khi mà kè căng lên thì nhìn rất là đẹp luôn nha. Các bạn về dưỡng thì quay sẽ ra lại bình thường nha. Mình sẽ quay gần hơn chú cá này cho các bạn xem nha. Cá rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 10 là một con Super Red nha các bạn. Con này mình cũng để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Một con Super Red mình đỏ, star đuôi trắng nha. Bạn nào thích chơi dòng Super Red thì có thể chốt mã số 10. Cá rất là khỏe và đẹp luôn nha. Cá size chung nha các bạn. Bên mình thì có ship code cả nước nha. Bạn nào ở khu vực nào thì bên mình cũng có ship tới nha. Phí ship bên mình là 30k. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 11 nha. Là một con koi Red Beauty nữa nha các bạn. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cá rất là nhiều màu nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 12 nha, là một con Dumbo Lavender. Con này mình cũng để giá cho các bạn chơi là 30k. Cá nhìn rất là đẹp nha các bạn. Mã số 13 là một con Red Fancy nha các bạn, đuôi xanh. Con này mình để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Mã số 14 là một con Red Fancy nha các bạn. Mình đỏ nha. Vẫy thì vẫy trắng. Con này mình để giá cho các bạn chơi là 30k. Cá thuộc dạng size lớn nha, khoảng hơn 3,5 cm nha các bạn. Mình sẽ quay gần hơn chú cá này cho các bạn xem luôn. Mã số 15 tiếp tục là một con Dumbo Lavender nha các bạn. Con này mình cũng để giá cho các bạn chơi là 30k. Dòng này thì tai bơi rất là đẹp nha các bạn. Bộ đuôi thì bộ vây thì cũng rất là đẹp nha. Đặc biệt là star đuôi thì rất là sáng luôn nha các bạn. Bạn nào thích chơi dòng này thì có thể chốt mã số 15 nha. Tay bơi rất là lớn nha các bạn. Mình sẽ quay từ xa cho các bạn xem. Hôm nay thì bên mình sẽ lên 20 mã số nha. Rất là nhiều dòng nha. Nên các bạn có thể theo dõi đến cuối clip để có thể chọn được những mã mà mình yêu thích nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 16. Là một con Red Fancy nha các bạn. Con này có đuôi xanh nha. Đối với mã số 16 thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cá cũng rất là khỏe và đẹp luôn nha các bạn.
mình sẽ quay gần cho các bạn xem kỹ mã số 16 luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên mã số 17, cũng là một con Red Fancy nha các bạn, đuôi xanh. Mã này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cá rất là đẹp luôn nha các bạn. Đối với từng mã số lên thì mình sẽ quay khoảng 30 giây để các bạn xem rõ hơn từng con một nha. Khi mà cá kè căng lên thì nhìn rất là đẹp luôn. Mã số 18 là một con Koi Nemo Galaxy nha các bạn. Con này thì mình để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Cá nền cam rất là đẹp luôn. Màu sắc cá nhìn rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào thích chơi dòng Koi Nemo thì có thể mang về chú cá mã số 18 nha. Mình sẽ quay gần hơn chú cá này cho các bạn xem cho kỹ luôn nha. Tiếp theo mình sẽ lên mã số 19 nha các bạn. Là một con coi một con Red Fancy nha các bạn. Con này thì mình sẽ để giá cho các bạn chơi là 30k nha. Mình đỏ nha. Chưa lột hết vảy trắng nha các bạn. Bạn nào thích con này thì có thể chốt mã số 19 nha. Phía cuối clip thì mình sẽ có những con cá mái của nhiều dòng nha. Các bạn muốn nuôi sinh sản thì có thể xem đến cuối clip để có thể chọn những con cá mái mà mình có thể về tập ép được nha. Cá bụng căng trứng nha các bạn. Của nhiều dòng khác nhau nha. Và mã số cuối cùng của ngày hôm nay là một con Koi Nemo Galaxy nha. Con này mình cũng để giá cho các bạn chơi là 30k. Cá nền cam nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lên một số con cá mái nha các bạn. Đây là cá mái cũng nhiều dòng nha. Rồng đỏ nha các bạn. Super Red. Koi Nemo Galaxy. Koi Red Galaxy. Dumbo. Cá mái rất là đẹp luôn nha, bụng con nào con lấy căng trứng hết nha các bạn. Các bạn về dưỡng là có thể ép được nha. Đây các bạn thấy, con mái của dòng Fancy Cooper, bụng căng trứng nha. Đây mình sẽ quay gần hơn cho các bạn thấy rõ hơn nha. Cá này các bạn về nuôi dưỡng là có thể ép được nha. Cá rất là đẹp luôn, đặc biệt là mấy con cá mái rồng đỏ nha các bạn. Bụng căng trứng. Rất là đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Tuyết Cá Cảnh Bình Trung. Nếu các bạn xem thấy thích thì nhớ đăng ký ủng hộ để có thể xem sớm nhất những video của mình. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.